cái tốc độ này của con máy này, DD là 9000 BMS này, nâng lên 9000 nhá, tối đa của nó máy nào cũng chỉ 5000 thôi, mình muốn cho lên 9000 cao nhất, thì ấn lì này, ấn lì lúc này bật máy này kêu lên một tiếng tít này, xong ấn đây này, 1 này, 2 này, 3, 4, đấy nhớ, đấy lên một tiếng tít này, ấn 1 tiếng này, ở đây 1 này, 4 này, 2, 3, đến thứ 4 này này, là sẽ kêu lên một tiếng tít, thì mới được nhá, đấy, đây này, ở cái nó sẽ hiện lên cái mục 99 này, mình nâng tốc độ này, mình muốn nâng được thì phải về cái mục 83 này, 83 để 1 thì với cái mục 99 mới ấn được nhá. Đây 83 để 1 này. Đây quả. Đây. Đây cái mục 83 này. Để ở 1 nhá. Thì cái mục 99 này mới nâng được lên nhá. Đấy, mình nâng cái mục 99 này tương đương mình phải nâng cả cái mục 96 nhá. Kể cả là mình hạ tốc độ xuống vậy. Mục 99 bao nhiêu thì mục 96 phải bấy nhiêu. Đấy, trở ra chạy này. Đấy, tốc độ 9000 nó chạy nhanh như vậy đấy. Tắt máy này, mình muốn hạ này. Ấn lì y này, bật máy này, kêu lên một tiếng tít này, không ấn nút này đầu tiên này, này thứ hai này, thứ ba này, thứ tư này, đấy là kêu lên một tiếng tít này, mình phải ấn nhanh nhá, ấn này, 1 này, 3, 1, 4, 2, 3, đấy, nút này đầu tiên này, nút này ấn nó không kêu gì nhá, xong đến nút này không kêu gì nhá. Nút này không kêu này, nút này kêu tiếng tít này, nếu mà ấn kêu là vứt đi. Đấy. Thì mình sẽ hiện lên được mục 99. 99 mà muốn đây cái mục 99 đây mà muốn di chuyển được thì mình phải về cái mục 83. 83 mình để ở 1. Thì cái mục 99 mình mới di chuyển này. Đấy. Ví dụ 99 mình khóa tốc độ nó ở 4.500 chẳng hạn, thì cái mục 96 mình cũng phải cho nó về cái, lùi về đến như vậy. Mục 99 như nào thì mục 96 phải như vậy. Đây không tăng được lên này. Đấy. Đấy để như này là khóa tốc độ này. Đấy. Nhớ nhá, ấn lì y này, bật máy này, kêu lên một tiếng tít này, ấn cái này không kêu gì này, không kêu này, không kêu này, không kêu lên một tiếng tít nữa là được, chứ còn ấn mà nó kêu tít tít như này là không được nhá. Đấy, đấy là cái phần nâng tốc độ lên 9000 của máy này đấy, còn không có là không ấy được. Đây nhớ này, 1, 4, 2, 3, nếu mà nó ấn kêu như này là không được rồi, nó phải không kêu cái gì, xong bắt đầu lên cái tiếng này, cuối cùng là cái tiếng này mới kêu lên một tiếng tít.